Trần nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tập, à, cập nhật buổi tối. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức, tức ngày hôm nay đầu tiên hết là bản tin quốc tế công dân hoa kỳ đã bị quay trở lại nhà tù ngay sau khi thân phụ không được trả tự do bản tin mới nhất cho biết một công dân hoa kỳ được trả tự do tạm thời ra khỏi nhà tù của iran đã bị đưa trở lại nhà tù vào ngày thứ tư gia đình của ông cho biết và washington gọi đây là hành động lùi lại của phía washington trong việc mà trả tự do vĩnh viễn cho ông à, CIA... Siamak Namazi 51 tuổi đã bị đưa lại nhà tù Evin ở tại Tehran à, một ngày trước khi mà đánh dấu năm thứ bảy anh đã bị bắt giữ vì các tội truy tố liên quan tới gián điệp một điều mà anh đã bác bỏ anh đã được trả tự do tạm thời một tuần lễ trước đây sau khi mà thân phụ của anh 85 tuổi là ông Parker Namazi đã được à, cho phép rời khỏi quốc gia này cho vấn đề gọi là điều trị về y tế và người em trai gọi là Namazi là Phu lộ nhà tù cho biết rằng là việc này đã có thêm uh, uh, sự gia tăng cho tới ngày uh, gia hạn cho tới ngày thứ bảy for 3 ngày thêm nữa và tôi nghĩ rằng hy vọng sẽ là lần đầu tiên cha tôi đã được rời khỏi là bắt đầu một cái uh, bắt đầu tốt và nó sẽ giảm giảm đi tất cả những tổn thương của gia đình chúng tôi và bây giờ thì uh, đáng tiếc là Sim Ahmad đã quay trở lại nhà tù và nó là gần như là đóng lại tất cả các hy vọng người em trai của ông đã đưa ra trong một bản test mình Iran đã uh, chứng minh về việc mà là uh, có cái um, việc là tôn trọng nhân đạo khi trả tự do cho ba cho cha của tôi đã rời khỏi quốc gia này tuy nhiên họ vẫn chưa thay đổi hoàn toàn trong khi đó thì phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ ông Ned Price đã nói à, đây là một trong những hành động lùi lại của chính quyền Iran đây là bản tin đầu tiên liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay à, giữa Iran và Hoa Kỳ cùng một lượt, thì Hoa Kỳ cho biết cái thỏa thuận của Iran sẽ không phải là cái phần tập trung của Hoa Kỳ bây giờ Hoa Kỳ trong ngày thứ tư cho biết Việc quay trở lại cái hiệp ước năm 2015 đã không phải là cái uh, giai đoạn được tập trung ngay bây giờ sau khi mà Tehran đã đưa ra một ít được xem là có nỗ lực trong khi mà Washington vẫn tiếp tục tập trung vào việc mà ủng hộ cho những người biểu tình tại Iran khi được hỏi nếu như Hoa Kỳ mà có hứng thú quay trở lại các cuộc đối thoại với Iran để quay trở lại hiệp ước năm 2015 hay không, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông Ned Price đã lên tiếng và nói rằng chúng ta đây không phải là điều mà chúng tôi tập trung ngay bây giờ. Vẫn rất rõ ràng là Iran đã có rất ít những cái à, nỗ lực để có thể à, quay trở lại cái hiệp ước này và nó gần như là không phải là cái điều kiện ưu tiên bây giờ của chúng tôi. À, chúng tôi không có những cái chơi à, gì mới trong cái việc mà thay đổi cái hiện trạng và cái vai trò của họ trong giai đoạn gần đây và bây giờ nó không phải là cái phần tập trung của chúng tôi và chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào những vấn đề khác đang à, được chiếu cố hơn. Đặc biệt ông nhắc tới cuộc biểu tình của cô gái 10, 22 tuổi Masa à, Amni đã bị thiệt mạng hôm 16 tháng 9 ở tại đồn cảnh sát của Iran. À, trước đó thì ông Trump đã ban lệnh cấm à, tất cả các cái dầu khí của Iran năm 2018 sau khi mà ông rút khỏi cái hiệp ước này năm 2018 với các cường quốc. Đây được xem là một trong những cái à, biến chuyển mới nhất liên quan tới mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran cùng một lượt trong ngày hôm nay liên hiệp quốc đòi hỏi nga phải uh, uh, gọi là lật đổ lại cái việc uh, xác nhập một cách bất hợp pháp với các vùng lãnh thổ của Ukraine Tin từ Liên hiệp quốc cho biết, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã bỏ phiếu gần như đa số tuyệt đối lên án nga đã có hành động xác nhập bất hợp pháp bốn vùng lãnh thổ của Ukraine và đòi hỏi ngay lập tức nga phải uh, uh, lật ngược lại cái, cái quyết định này và trong một cái uh, uh, lời được phản đối mạnh mẽ của toàn cầu sau 7 tháng, Moscow đã thực hiện cuộc uh, chiến xâm lăng vào quốc gia láng giềng. Cuộc bỏ phiếu của 193 thành viên đã có 143 trên 5 và 35 phiếu à, trống, 35 phiếu trống đó có cả phía Việt Nam. À, trong đó thì 143 quốc gia đã đồng ý lên án, 5 quốc gia phản đối và 35 quốc gia vắng mặt. Trong đó cho thấy là có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đại hội đồng Liên quốc nhà phản đối cuộc chiến của Nga tại Ukraine và có nhất là bốn cái nghị quyết đã được chấp thuận kể từ khi mà Nga xâm lăng Ukraine từ ngày 24 tây tháng 2 đại sứ của hoa uh, của ukraine tại uh, liên hợp quốc là sergi uh, Kislytsa uh, tisa đã lên tiếng gọi cuộc bỏ phiếu này là tuyệt vời và là một cái giây phút lịch sử trong khi đó thì đại sứ của hoa kỳ là bà linda thomas greenfield nói rằng uh, những người ủng hộ đã uh, cho thấy cái uh, quan điểm của cộng đồng quốc tế đối với việc mà nga xâm lăng ukraine cái nghị quyết do phía Tây phương bảo trợ, trong đó là đối phó lại với Nga loan báo là sáp nhập bốn vùng của Ukraine gồm có Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Moscow đã có hành động sau khi mà phía của Kremlin đã đưa ra một cái mà họ gọi là trưng cầu dân ý và trong đó gần như là đã bỏ phiếu cho việc sáp nhập vào lãnh thổ của Nga. Đây được xem là một trong những cái cuộc bỏ phiếu mới nhất ở tại Đại hội đồng Liên quốc lên án Nga trong việc xác nhập bất hợp pháp các vùng lãnh thổ của Ukraine và kêu gọi Nga phải chấm dứt hành động này và trao trả lại các vùng lãnh thổ cho Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng lực trong ngày hôm nay, Đức đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Putin là tái à, xuất cản lại à, cái vấn đề năng lượng cho Đức. Đức đã lên tiếng và bác bỏ một đề nghị của ông Tổng thống Vladimir Putin là tái xuất cảng lại các khí đốt thiên nhiên qua ống dẫn Nord Stream Pipeline vào ngày thứ tư. Ông lời đề nghị của ông Putin đưa ra sau khi mà Nga giới hạn xuất cảng dầu thô và khí đốt qua Âu Châu để đối phó với tình trạng gọi là cấm vận từ các quốc gia trong Liên minh NATO trong việc mà Nga xâm lăng Ukraine và Đức chỉ ra cho thấy Nga giới hạn việc mà xuất cảng khí đốt. À, thông qua ống dẫn dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline à, và nói rằng Nga đã có hành động vô trách nhiệm cho, cho của một người nhà cung cấp à, cố gắng, rất là cố gắng đó là lời phát biểu của phát ngôn viên của chính quyền Đức đã đưa ra sau khi mà nhận được cái lời đề nghị của ông Putin việc mà à, có một cái cuộc điều tra về sự phá hoại độc lập giữa hai ống dẫn khí đốt này chúng tôi vẫn thấy Nga không còn là một cái nhà cung cấp có trách nhiệm về năng lượng và kể cả việc mà trước khi xảy ra cái việc việc phá hoại cái ống dẫn Nord Stream Pipeline, họ đã không còn là một cái đối tác và cung cấp khí đốt một cách có trách nhiệm và đối với chúng tôi không có lý do nào mà chúng tôi thấy rằng cần phải thay đổi trong giây phút này. Đây là lần đầu tiên Đức đã từ chối việc mà nhận nguồn cung cấp khí đốt từ phía Nga và tái lập lại từ phía Nga. À, trong khi đó thì Đức vẫn còn lệ thuộc khoảng 35% nguồn khí đốt từ phía Nga việc mà phá hoại hai ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 là hành động phản hành động khủng bố quốc tế và phá hoại cái an ninh về năng lượng và điều này để mà ngăn chặn cái tình trạng gọi là có nguồn năng lượng rẻ ông Putin đã từng nói vào ngày thứ tư và những ai muốn phá hoại cái mối quan hệ giữa nga và Âu châu đứng sau hành động phá hoại này chúng tôi sẽ điều tra đây là lời phát biểu của nga đưa ra sau khi mà hai ống dẫn khí đốt này đã bị uh, uh, xì cái khí ga ở trên cái uh, vùng biển baltic đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ, Mexico đã loan báo một cái chính sách mới dành cho những người đào tị Venezuela khi mà họ xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Mexico loan báo trong một hành động chung vào ngày thứ tư là sẽ giảm đi số lượng người đã xâm nhập qua biên giới, à, đặc biệt là trong cái tính chất nhân đạo và cân khủng hoảng à, về à, về nhân đạo và cân khủng hoảng về kinh tế tại Venezuela và nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức những công dân Venezuela nào mà bước chân vào Hoa Kỳ giữa cái khu vực giữa đôi bên thì mà không có sự cho phép đều sẽ bị trả lại Mexico đó là lời phát biểu của phía cơ quan an ninh nội địa của Hoa Kỳ đưa ra và toàn diện chúng tôi sẽ nỗ lực giảm đi tình trạng các chi dân của Venezuela và phải thực thi tất cả những cái biện pháp an toàn và trong đó ít nhất là à, phải để cho 24.000 người về Venezuela đã có điều đủ điều kiện có thể sinh sống tại Hoa Kỳ à, phía Liên Hiệp Quốc trong ngày thứ tư nói rằng trong à, ba cái à, à, tam cáo nguyệt thì 6 triệu người về Venezuela ở tại các quốc gia Châu Mỹ Latin này đã không có thực phẩm không có chỗ trú ẩn và cũng không có sự chăm sóc về y tế và trong cái bản báo cáo của tổ chức đặc trách về di trú trên à, Liên Hiệp Quốc gọi là International Organization for Immigration à, trong bản báo cáo này thì 437 triệu người ở Venezuela đã rời khỏi quốc gia của họ và đi tìm kiếm cái gọi là cuộc sống ở những quốc gia khác và quốc gia châu Mỹ Latin cũng như là các quốc gia vùng Horebin chiếm 84% trong tổng số 7 triệu người Venezuela đã rời khỏi quốc gia này trong những năm gần đây. Đây là một trong những cái hợp tác mới nhất giữa phía Mexico và phía Hoa Kỳ nhằm giảm đi tình trạng căng thẳng ở khu vực biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy ông Joe Biden đã bị chỉ trích thậm tệ về tình trạng gọi là thiếu hụt tài chính cho người giàu và những người không đủ khả năng đối phó với lạm phát trên một nửa người lớn tuổi tại Hoa Kỳ đã cảm thấy rằng họ đã bị tổn thương tài chính vì tình trạng lạm phát quá cao một tà nguy hiểm chính trị cho ông Joe Biden và cho thấy rằng đảng dân chủ có thể sẽ bị mất rất là nhiều phiếu trong cuộc bầu cử giữa mùa 46% người dân nói rằng tình trạng tài chính của họ đã đã trở nên nghèo nàn hơn so với 37% trong tháng 3 và theo tường trình của à, cuộc thăm dò do hãng thông tấn AP và NOCR đã thực hiện à, cho cái cuộc gọi là về cái à, suy nghĩ quan điểm của, của công chúng trong đó thì trên 54% nói rằng họ vẫn có tài chính rất rất là tốt tuy nhiên nó lại thấp hơn so với 62% trước khi mà đại dịch bùng nổ năm 2020 và kể cả năm 2000 cuối năm 2021 và đầu năm 2022 khi giá xăng bắt đầu tăng ở trên toàn quốc thì tình trạng lạm phát đã trở nên nguy hiểm hơn cho Hoa Kỳ và có thể sẽ dẫn tới tình trạng nhiều người dân Hoa Kỳ đã không trả nổi các cái hóa đơn hàng tháng trong toàn diện thì ông Joe Biden đã bị giảm đi rất nhiều những cái uh, phiếu điểm của người dân và niềm tin tưởng của người dân trong vấn đề mà ông ta trong vị trí tổng thống 25% nói rằng là phía của uh, nền kinh tế quốc gia đi đúng hướng tuy nhiên thì mức chấp thuận của ông ta dưới 36% trong cuộc thăm dò mới nhất của AP hội tháng 7 và trong đó gần như là ông ta đã bị suy xạ giảm thấp nhất kể từ đại nhị thế chiến tới bây giờ à, bên cạnh đó thì uh, cuộc thăm dò này cho thấy những người mà có lợi tức dưới 50.000 mỹ kim một năm À, đã còn có 33% à, so với trước hồi tháng 3 là 50%, 61% à, lại tức là từ 50.000 tới 100.000 và họ cho rằng đây là tình trạng tài chính tốt trong khi đó 75% có số tiền hơi như vậy cho rằng họ đã bị mất đi một phần vào à, đầu năm nay. Và trong cuộc thăm dò mới nhất 23% cho rằng là có nền kinh tế tốt. Trong khi đó thì nó đã giảm đi rất nhiều từ hồi tháng 6 là 2, từ hồi tháng 9 là 29% và trong đó nhiều cuộc à, phiền đã được đưa ra sau cái cuộc thăm dò này. Cuộc thăm dò này đã dựa trên 1 1121 người lớn tuổi thực hiện từ ngày 6 tới ngày 10 tây tháng 10 và với mức sai biệt là 3.8%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì cuộc thăm dò khác đưa ra cho thấy đa số người dân Hoa Kỳ tin tưởng đảng Cộng Hòa về kinh tế và chống lạm phát hơn đảng Dân Chủ. Hầu như là các cái người cử tri tại Hoa Kỳ đều tin tưởng về cái khả năng lãnh đạo đối phó với tình trạng lạm phát và kinh tế suy sụp so với đảng Dân Chủ trong một cuộc thăm dò mới nhất của tờ Washington Post và đài truyền hình ABC trong cuộc thăm dò này 85% nói rằng nền kinh tế là quan trọng nhất trong cuộc bầu cử của họ và chiếm vị trí hàng đầu trong lá phiếu của họ trong khi 78 79% nói rằng họ cũng có một cái tương tự như vậy liên quan tới tình trạng của lạm phát Đảng Cộng hòa được xem là tin tưởng hơn với 54% tin là Đảng Cộng hòa sẽ đối phó được lạm phát và tình trạng kinh tế khó khăn 37% họ tin vào Đảng dân chủ là có tốt hơn về kinh tế, chỉ có 4% họ tin những đảng phái khác và 2% là tin tưởng cả đôi bên. Tương tự như vậy, 54% cho thấy họ tin tưởng Đảng Cộng Hòa trong việc chống lạm phát, 36% tin tưởng vào Đảng Dân Chủ, chỉ 6% những đảng khác và 1% cho rằng cả hai. Đó không bất ngờ khi mà nền kinh tế và lạm phát với mức phân lợi cao đã ảnh hưởng tới cử tri Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của Robert say một giáo sư đặc trách về chính trị ở tại Berkeley. À, à, thuộc trường đại học của London và trong đó nói với đài truyền hình newsweek là cuộc à, 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 xin lời, là cuộc bầu cử giữa mùa cho thấy rằng là cuộc bầu cử tổng thống cũng tương tự như vậy nó sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế nhiều nhất đây được xem là một trong những cái quan điểm của người dân hoa kỳ sau khi mà tình trạng lạm phát đã lên cao và hiện nay thì tình trạng suy thoái kinh tế đã xuất hiện cuộc thăm dò này thực hiện ngày 18 cho tới ngày 21 tây tháng 9 với 908 à, cử tri đã ghi danh với mức sai biệt là khoảng 4% đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ứng cử viên cho chức vụ thống đốc tiểu bang Arizona, Carrie đã bắt đầu phải đi vận động ở đường phố bởi vì đối thủ của bà đã từ chối không dám tranh luận với bà tin từ ở arizona cho biết là ứng cử viên của đại dân chủ là katie hub một thành viên của đại dân chủ đã tuyên bố là bà ta sẽ không tham dự một cuộc tranh luận đối với lại người đối thủ của bà là bà kerry Lake đại của đảng và bà Hope đưa ra và cho rằng là bà ta không muốn tranh luận với ai không thừa nhận sự thật trong khi đó thì nhiều nguồn tin khác cho rằng bà Hope đã không đủ bản lãnh để mà tranh luận đối với bà kerry Lake và bà ta đã từ chối cuộc tranh luận này khiến cho bà kerry Lake phải thay đổi chiến lược thay vì phải chờ, chờ tranh luận ở trên đài pps thì nay bà uh, carlyle cho biết bà sẽ đi vận động từng cộng đồng ở nhiều nơi và có những nơi chỉ vài chục người cho tới những nơi có tới vài ngàn người tuy nhiên thì bà là người đã được cựu tổng thống trump endorse và gần như là chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua vốn là một người sứ ngôn viên truyền hình bà được xem là nhân vật ứng cử viên của được ông trump endorse gọi là america first đã lên tiếng và chống lại cái chính chính sách di dân của ông joe biden trong cái biên giới giữa hoa kỳ và mexico đặc biệt là ở arizona cũng như là việc mà chính quyền châu Đinh đã bỏ rơi rất nhiều những cái cuộc sống ở các cộng đồng ở các khu vực biên giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt, nhân vật vừa rời khỏi đảng Dân Chủ, Tusi Gappa đã lên tiếng endos một nhân vật của đảng Cộng Hòa trong việc tranh cử ở tại Washington. Bản tin mới nhất cho biết là bà Tusi Gappa, người vừa lên người vừa rời bỏ đảng dân chủ vốn đã từng à, có những lời chỉ trích với chính quyền Joe Biden đã lên tiếng hậu thuẫn cho một nhân vật mà cựu tổng thống Trump cũng endorse trong vai trò ứng cử viên sau khi bà rời khỏi đảng dân chủ bà Capra trước đây đã từng ra tranh cử chức tổng thống năm 2020 đại diện cho đảng dân chủ đã công bố việc bà ủng hộ cho cựu chiến binh lục quân của Hoa Kỳ là Joe Ken tại Washington trong cái việc tranh cử vào cái đơn vị số 3 à, ở tại tiểu bang Washington trong đó gần như là bà đã lên tiếng trong một cái đoạn video quảng cáo. À, trong đoạn video này thì cựu dân biểu của tiểu bang Hawaii đã gọi chính sách của ông Joe Biden à, kể cả bà Nancy Pelosi là chủ tịch của Hạ viện ở California và chủ tịch của Quỹ ban đảng Dân Chủ trên toàn quốc là Tom Perez là những người đã có chính sách mở rộng cái uh, khu vực biên giới và dẫn tới tình trạng tệ hại về tình trạng đại dịch cũng như là về ma túy cũng như là về tội ác. Và người bạn của tôi là Joe Ken là một chiến binh anh ta đã có hy sinh cuộc sống của mình và an toàn của mình để bảo vệ an ninh và tự do cho người dân của Hoa Kỳ bảo vệ đất nước này. Với lá phiếu của quý vị thì Joe sẽ tới Washington làm việc rất chặt chẽ trong việc bảo vệ biên giới và đưa quý vị và những người trong gia đình thân yêu của quý vị trong một cái sự yên bình. Đó là lời phát biểu bà Gabbard đã đưa ra và ông Ken đã share cái thông điệp này ở trên Twitter và nói rằng ông rất hân hạnh nhận được sự endorse của bà Gabbard người được xem hiện nay là ghi danh với tinh thần độc lập không còn nằm trong đảng dân chủ và ông sẽ cam kết là sẽ tiếp tục thúc đẩy cái gia đình và quốc gia trên hết đây được xem là một trong những cái hành động đầu tiên sau khi bà Tusi Singapore đã được À, đã chính thức rời khỏi đảng Dân Chủ Và chê rằng đảng Dân Chủ đã không còn trong cái giai đoạn cũ Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Cùng một lượt thì các nhân vật Ở trong cái tai tiếng Ở tại hội đồng thành phố Los Angeles Thì người đứng đầu hội đồng thành phố Đã từ chức sau khi có áp lực của công chúng Về lời ngôn ngữ của bà này Đối với tình trạng gọi là phân biệt chủng tộc Cựu... À, à, chủ tịch của hội đồng thành phố là Nuri Martinez đã loan báo bà ta sẽ từ chức trong cái ghế hội đồng thành phố sau khi mà xảy ra cái đoạn audio được tờ báo Elletham tiết lộ trong đó bà đã có những ngôn ngữ phân biệt chủng tộc à, chủng tộc trong đó thì à, trong một cái quyết định đưa ra vào ngày thứ tư tiếp theo sau cái à, tai tiếng này à, bà đã từ chức cùng với lại à, à vị trí của bà sau khi mà bà có những cái ngôn ngữ đã được nói chuyện với hai đồng nghiệp của bà ở trong cái hội đồng thành phố vào năm ngoái và trong cái cuộc đối thoại này bà ta đã có những ngôn ngữ dành cho một nghị viên da đen và con trai của ông cũng như một nghị viên da trắng và một số người khác cũng liên quan tới bà này thì trong đoạn audio tiết lộ thì không những bà ta có những lời lẽ phân biệt đối với người da đen mà bà ta còn có những lời lẽ gây gắt đối với cộng đồng Do Thái. Bà Nuri Martini đã chính thức từ chức và trong đó thì trong một cái bản báo cáo mới nhất từ tờ Los Angeles Sam trong đó cho thấy rằng là bà ta đã có những lời lẽ không tốt đẹp và phân biệt đối với lại một số những đồng nghiệp khác của bà ta ở trong hội đồng thành phố bao gồm một người da đen bao gồm một người đến từ khu vực phố đại hàng và một số những cộng đồng khác trong đó thì à, bà ta gọi à, cái à, người Do Thái là Judios tức là à, tiếng của Spanish và họ sẽ à, phá hủy tất cả mọi thứ ở đây. Bà Martini nói trong cái đoạn audio này, bà ta đã lên tiếng nói về à, dân biểu Tiểu bang là Adrian Nazarian, người mà à, có cái gốc à, gọi là Armenia và có cái cái âm ngữ Armenia và hội đồng thành phố là ông à, Paul Crepukrian được xem là một trong những người công nhân của Armenia đầu tiên được chọn vào vai trò nghị viên của thành phố. Và đây là những cái ngôn ngữ mà bà ta dành cho những người sắc tộc khác, không riêng gì sắc tộc người da đen. Đây được xem là một trong những ngôn ngữ khá mạnh. Và bây giờ thì bà ta đã lên tiếng từ chức à, sau khi mà có tai tiếng này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tin vui cho những ai ủng hộ cho cựu Tổng thống Trump. Google đã đồng ý để cho trang Trussoso của ông Trump có mặt trên Play Store của Google. Công ty Alphabet đã chính thức đồng ý để cho cả trang social media của cựu Tổng thống Trump có thể hiện diện ở trên trang Google Play Store theo tường trình của tờ Axios đã báo cáo vào ngày thứ tư. Hiện nay thì quay trở lại hồi tháng 5 cựu Tổng thống Trump đã báo cáo rằng cái trang này Google gần như phá hủy cái trang mạng của ông bởi vì không để cho trang mạng của ông đã được xuất hiện ở trên cái Google Play và ông chỉ chiếm ở trên cái khu vực của um, uh, cái OS của phía uh, Apple mà thôi hoặc là trên Apple Store mà thôi và trong đó thì Android gần như chiếm 70% cái hệ thống vận hành trên cái hệ thống điện thoại trên toàn cầu và 42% cái thị trường của nội địa và giờ đây thì uh... À, chính thức thì à, trang twissoso của cựu tổng thống trump đã có mặt ở trên cái android của google và kể cả trên google play store nếu quý vị nào chưa download bằng những cái hệ thống phone dùng android hay google play store quý vị có thể download cái trang mạng twissoso của cựu tổng thống donald trump đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới á châu ngày hôm nay bắc Hàn lại bắn thêm hai hỏa tiễn đạn đạo và lần này họ bắn dưới sự giám sát trực tiếp của ông kim jong un nhà lãnh đạo bắc hàn ông kim jong un đã giám sát cuộc thử nghiệm cái hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mà ông mô tả rất thành công cho cái lực lượng gia tăng về quân sự và khả năng quân sự của bắc hàn và sẵn sàng cho một cuộc chiến theo thường trình của giới truyền thông đưa ra ngày thứ năm cuộc thử nghiệm vào ngày thứ tư được xem là nằm trong hàng loạt các cuộc thử nghiệm của bắc hàn trong năm nay và đặc biệt là giữa lúc mà đang có sự đe dọa nhắm vào phía của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Sau khi mà Hoa Kỳ và Nam Hàn thực hiện các cuộc tập trận các nhà phân tích cho biết là việc mà ông Kim uh, Jong Un đã bắt đầu có những cái uh, hoạt động thử nghiệm này là dựa trên cuộc chiến của Nga tại Ukraine và gần như là ông ta đang có một cái theo đuổi một cái uh, chính sách và gây chú ý và muốn có một cái vai trò cao hơn ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Các viên chức của Nam Hàn cho biết là ông Kim có thể là người đã điều khiển trực tiếp cuộc thử nghiệm nguyên tử diễn ra xa trong một vài tuần hoặc một vài tháng sắp tới đây, gia tăng áp lực trong cái chiến dịch buộc Hoa Kỳ phải chấp nhận cái ý uh, ý tưởng của bác anh bác hàng là để cho họ có quyền sở hữu vũ khí nguyên tử và các cuộc đàm phán về kinh tế cũng như những cái vấn đề liên quan tới vấn đề an ninh ở khu vực đây được xem là cuộc bắn thử nghiệm mới nhất của bác hàng và nó diễn ra rất nhanh trong vòng 3 giờ đồng hồ ngày thứ tư trong đó Họ đã bắn các cái hỏa tiễn đang đạn đạo cọ vào bờ biển phía tây của Bắc Hàn và bắn trúng cái mục tiêu ở cái mức là 2.000 km và trong đó thì cuộc thử nghiệm này đã được xem là cuộc thử nghiệm khá thành công của hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của Bắc Hàn. Đây được xem là cuộc thử nghiệm mới nhất và Bắc Hàn đã có tổng cộng 12 vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo trong vòng ít nhất là hai tuần lễ vừa qua và 12 cái hỏa tiễn đạn đạo trong vòng hai tuần lễ vừa qua kể từ đến tính cho tới ngày 9 tây tháng 10 và đây được xem là cuộc uh, tập uh, cuộc uh, bắn thử và nhằm đe dọa vào lực lượng của Hoa Kỳ và Nam Hàn đang có cuộc tập trận tại đây đó là bản tin liên quan tới tình hình của nam bắc hàn trong khi đó thì việc mà tập cận bình có nhiệm kỳ thứ ba sẽ là một cái tình trạng tệ hại hơn cho mối quan hệ giữa hoa kỳ và trung quốc và có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh lạnh mới đó là sự nhận định của một dân biểu của hoa kỳ ít nhất có hai dân biểu tại hoa kỳ đã lên tiếng nói về tình trạng họ lo ngại việc phát triển cả một cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hoa kỳ và trung quốc và tình trạng sẽ tệ hại hơn nếu ông tập cận bình được chọn để ngồi nhiệm kỳ thứ ba trong cái cuộc bầu bán vào giữa tháng này Tập Cận bình hiện nay đang được tiên đoán là sẽ có nhiệm kỳ thứ ba trong cái vai trò lãnh đạo trong cái phiên họp hội nghị của uh, toàn quốc uh, quốc uh, thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trong đó sẽ chọn ra nhân vật lãnh đạo kế tiếp vào ngày 16 tây tháng 10 và phát biểu trong một cái cuộc nói chuyện bàn tròn trên tờ báo Politico vào ngày 12 tây tháng 10 thì dân biểu Darin Hút của đảng hòa tại Illinois lên tiếng và nói rằng Đảng Cộng sản dưới quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình đã từ chối tất cả những cái quy tắc của cộng đồng quốc tế và từ chối không gia nhập vào cái uh, quy tắc chung của thị trường quốc tế tôi nghĩ rằng uh, ông ta sẽ tiếp tục thay biến chuyện này tiếp theo sau cái quốc hội uh, phiên họp quốc hội của họ và những gì tôi có thể gọi đây là một cái uh, tư tưởng chiến tranh lạnh đã thúc đẩy trung quốc một cái tiến trình gọi là cực đoan hơn và họ sẽ có thể uh, chọn cái thái độ cô lập với lại cộng đồng quốc tế quý vị đã nhìn thấy được cái tình trạng cưỡng bức lao động họ tiếp tục có những cái hành động đánh cắp các cái à, à, sản phẩm trí tuệ của chúng ta buộc phải chuyển giao kỹ thuật và hàng loạt các cái chương trình mà gọi là kỹ thuật mang tính chất nhạy cảm thì họ đã hỗ trợ cho những công ty này chúng ta vẫn tiếp tục nói tranh luận với họ tuy nhiên họ đã không có sự tranh luận một cách minh bạch với chúng ta đó là lời phát biểu của ông la hút đã đưa ra và nói rằng các lãnh đạo và hoa kỳ và các đồng minh cần phải suy nghĩ cẩn thận những gì tương lai với mối quan hệ với trung quốc và nên nhìn vào cách mà tập cận bình và chế độ độc tài của ông ta đang tìm cách gây ảnh hưởng trên toàn thế giới trong những năm tới chúng ta cứ chờ xem chúng ta sẽ thấy được bắc kinh sẽ phát triển cái mạng lưới độc tài toàn trị này không những và ra khu vực ở với các đồng minh chúng ta tại âu châu và có thể gây nguy hiểm cho các nền dân chủ trên thế giới và đây là điều mà tôi đã nhìn thấy rõ đó là lời phát biểu của ông la hút và những gì mà tập cận bình nói rõ ràng ông ta đang muốn ta duy trì và phát triển cái thể chế độc tài toàn trị này và sẽ gây tổn thương cho nhiều nền dân chủ trên thế giới Đó là lời phát biểu của vị dân biểu này trước cái tin liên quan tới Tập Cận Bình Cùng một lượt trong ngày hôm nay Đài Loan tuyên bố Họ sẽ đáp ứng tất cả những cái luật lệ do phía Hoa Kỳ đưa ra Trong việc xuất cản các cái kỹ thuật và đặc biệt là chip điện tử Trong ngày 7 tây tháng 10 thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã loan báo về cái uh, quy tắc mới cho việc kiểm soát xuất cản và cắt giảm tất cả những cái kỹ nghệ xuất cản semiconductor chip hoặc là các cái phụ tùng của Trung Quốc của Hoa Kỳ liên can tới ngành semiconductor cho phía Trung Quốc kể cả kỹ thuật và trong đó bao gồm luôn một số những công ty sản xuất chip nằm bên ngoài Hoa Kỳ và để đáp ứng với cái biến chuyển mới này Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan trong ngày 18 tây tháng 10 lên tiếng và nói rằng các công ty Đài Loan sẽ thuộc và tuyệt đối tuân thủ những cái chính sách mới được ban hành bởi hoa kỳ à, và phía mà cái kỹ nghệ semiconductor của đài loan từ lâu nay đã phục vụ cho các khách hàng trên toàn cầu và đó là một cái điều quan trọng nhất của chúng tôi. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi sẽ đáp ứng tất cả các luật lệ khác nhau. Đó là lời phát biểu của Bộ trưởng Kinh tế của Đài Loan đã đưa ra theo tường trình quản thông tấn Reuters. Biến chuyển này sau khi mà chính quyền Joe Biden đã có nỗ lực được xem là ngăn chặn việc mà Trung Quốc à, hiện đại hóa quân đội họ thông qua các kế hoạt động về kỹ thuật và sử dụng kỹ thuật của Hoa Kỳ cũng như chip điện tử để vung đắp và tăng cường cái khả năng quân sự của họ. Đây được xem là một trong những cái chính sách mới của Châu bên nhằm ngăn chặn Trung Quốc có thể và kèm chế Trung Quốc phát triển và nâng cấp tất cả các cái hệ thống quân đội của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc. Trong khi đó thì chiến lược an ninh quốc gia của ông Jordan đã gọi Trung Quốc là một được xem là một trong những thách thức đầy hậu quả nhất trong cái chính quyền của Jordan. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị đưa lên hàng à, tầng mới gọi là có cái thách thức đầy hậu quả đối với Hoa Kỳ giữa lúc mà ông chính quyền chính quyền của ông Joe Biden đã công bố về cái chiến lược an ninh quốc gia trong ngày 12 tây tháng 10 sau gần 22 tháng ông ta ngồi trên ghế tổng thống. Tập tài liệu này đã được đưa ra và trong đó có đầy, đầy đủ cái framework tức là cái à, khung làm việc cho chính quyền của Joe Biden về việc mà gọi là bảo vệ cho an ninh quốc gia và theo đuổi quyền lợi cũng như gia tăng các cái à, việc mà tuân thủ các cái quy tắc và luật lệ của cộng đồng quốc tế trong cái chiến lược này đã gọi Trung Quốc chế độ của cộng sản Trung Quốc là một cái à, quốc gia đang à, gọi là đe dọa nguy hiểm nhất mà đất nước Hoa Kỳ phải đối diện và cái chiến lược này thừa nhận rằng nhà nước cộng à, nhân dân Trung Quốc là một trong những cái hậu quả tách thức nhất đối với người dân Hoa Kỳ tập tài liệu 48 trang này đã đưa ra và nêu rõ nhà nước cộng sản Trung Quốc tức là People's Republic of China và họ nêu rõ đích danh Trung Quốc chứ không có là ẩn tránh bằng quốc gia khác. Mặc dù cái chiến lược Indo-Pacific vẫn đang diễn ra một cách nhịp nhàng nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là toàn cầu đang có rất nhiều thách thức. Trên hết thì cái tập tài liệu chiến lược này chỉ ra cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điều hành quốc gia theo thể chế một đảng cai trị và trong thời gian gần đây đã tìm cách phá hủy rất nhiều những cái À, gọi là quy tắc và luật lệ trên thế giới và tính viết lại cái à, luật lệ thế giới theo kiểu gọi là độc tài toàn trị của họ chúng ta đã thấy rõ à, chúng ta phải cạnh tranh với nhà nước nhân dân trung quốc và trong đó họ tìm cách phát triển chế độ độc tài toàn trị và phá hủy tất cả những quy luật của quốc tế và đặc biệt là họ có mối quan hệ đầy nguy hiểm với nga đó là lời phát biểu của tòa bạch ốc đưa ra và chúng tôi đã à, nâng cấp tất cả các cái à, quyền lực của chúng tôi là trong cái chiến lược này bao gồm cả chiến lược đối phó với lại tất cả những cái việc mà phá hoại các quy tắc và luật lệ cũng như trật tự của thế giới. Đây được xem là lần đầu tiên chính quyền Joe Biden sau 22 tháng đã công bố một chiến lược an ninh và nêu đích danh nhà nước cộng sản Trung Quốc là một tiềm năng đe dọa hiểm họa nhất đối với Hoa Kỳ và trên toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay và cuối cùng là ngoài từ Ireland ra thì tiếp theo Ireland thì phía Tây Ban Nha đã đưa ra sáng kiến sẽ điều tra về tình trạng mà lắp đặt các cái trạm cảnh sát ở bên ngoài nước Trung Quốc và ở các quốc gia này bản tin mới nhất cho biết thì phía của Tây Ban Nha đã bắt đầu à, mở cuộc điều tra về tình trạng mà nhà nước cộng sản Trung Quốc đã lập những trạm cảnh sát trên lãnh thổ của họ, trong đó tìm cách bức hại về nhân quyền cũng như là sách nhiễu đối với những người mà có thân nhân sinh sống tại Trung Quốc. Trong đó thì à, phía Trung Quốc trong bản báo cáo trước đây, họ đã thành lập trên à, 50 cái trạm cảnh sát trên toàn cầu và trong đó sử dụng những trạm cảnh sát này để đe dọa, sách nhiễu và có những cái lời lẽ được xem là à, khủng bố tới những cái nạn nhân và những người mà bất đồng chứng kiến với nhà nước cộng sản trung quốc và hiện nay những trạm cảnh sát này đã được phát hiện và đã được công bố và trong đó gồm tất cả các cái hoạt động của các cái trạm cảnh sát này được đặt ở nhiều thành phố lớn ở các quốc gia trên thế giới trong đó bao gồm luôn cả khối âu châu úc và kể cả hoa kỳ và canada đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần tin tổng hợp buổi sáng lúc 6 giờ 30 giờ California. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.